Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Hỡi con người, hãy lấy một tấm ngói, đặt nó trước mặt ngươi và vẽ thành Jerusalem ở trên. Ngươi khá vây hãm nó, dựng đồn, đắp lũy nghịch cùng nó, đóng quân vây bọc lấy và đặt máy phá thành xung quanh nghịch cùng nó. Lại hãy lấy một chảo sắt, đặt nó làm cái tường sắt giữa ngươi và thành, rồi ngươi xây mặt lại cùng nó. Nó sẽ bị vây và ngươi sẽ vây nó. Đó sẽ là một điềm cho nhà Israel. Kế đó, ngươi khá nằm nghiêng mình bên tả và để tội lỗi nhà Israel tại đó. Ngươi nằm như vậy bao nhiêu ngày thì mang lấy tội lỗi chúng nó cũng bấy nhiêu. Vì ta đã định cho ngươi một số ngày bằng với số năm của tội lỗi chúng nó là 390 ngày. Ngươi sẽ mang lấy tội lỗi nhà Israel như vậy. Vả lại, khi những ngày ấy đã mãn, ngươi khá nằm nghiêng mình bên hữu và mang lấy tội lỗi của nhà Giuđa trải 40 ngày. Ta định cho ngươi mỗi một ngày thay vì một năm. Ngươi khá xây mặt và quay cánh tay trần về sự vây hãm thành Jerusalem. Ngươi khá nói tiên tri nghịch cùng nó. Này, ta dùng dây trói ngươi, và ngươi sẽ chẳng quay bên này bên kia cho đến những ngày ngươi vây thành đã trọn. Cũng hãy lấy lúa mì, mạch nha, đậu, biển đậu, kê và đại mạch để vào một bình, dùng làm bánh cho mình. Ngươi nằm nghiêng bao nhiêu ngày thì ngươi sẽ ăn bánh ấy trong bấy nhiêu ngày, tức là 390 ngày. Đồ ăn ngươi sẽ ăn cứ mỗi ngày nặng 20 siếc lơ, ngươi sẽ ăn theo thì giờ. Nước ngươi uống cũng sẽ lường là 1/6 hin, theo thì giờ mà uống. Ngươi sẽ ăn bánh ấy như bánh mạch nha, mà phải dùng phân người nấu chín trước mắt chúng nó. Đức Giê-hô-va lại phán: ấy con cái Israel sẽ ăn bánh dơ bẩn của chúng nó như vậy trong các nước mà ta sẽ đuổi chúng nó đến. Ta bèn nói: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, này, linh hồn tôi chẳng hề bị ô uế. Từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, tôi chẳng hề ăn con vật đã chết tự nhiên hoặc bị thú vật xé, và chẳng có thịt gớm ghiếc nào đã vào trong miệng tôi. Ngài đáp rằng: ta cho phép ngươi lấy phân bò thay phân người, ngươi khá dùng nó mà hấp bánh. Đoạn Ngài lại phán: hỡi con người, này, ta sẽ bẻ gãy bánh trong Jerusalem đi. Chúng nó sẽ cân bánh mà ăn và sợ hãi, lường nước mà uống và sững sờ. Thế thì chúng nó thiếu bánh và nước, cùng nhau thất kinh và hao mòn trong tội lỗi mình. Chương 5. Hỡi con người, còn như ngươi, hãy lấy một cái gươm bén như dao cạo râu, lấy mà đưa qua trên đầu và râu ngươi, rồi dùng cân, cân và chia tóc. Khi những ngày vây thành đã mãn, ngươi hãy đốt nó 1/3 tại giữa thành, rồi lấy 1/3 khác, dùng gươm mà đánh nó tại chung quanh thành. Sau lại, hãy rắc tan 1/3 cuối cùng ra trước gió. Chính ta sẽ tuốt gươm theo sau. Trong những cái còn lại, ngươi khá lấy một ít mà buộc vào vạt áo choàng mình. Còn những cái sau rốt, hãy lấy một vài cái quăng trong lửa và đốt cháy. Từ đó sẽ có lửa phát ra kịp đến cả nhà Israel. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: kìa là thành Jerusalem, ta đã đặt nó giữa các dân tộc và các nước bao xung quanh nó. Bởi nó loạn nghịch luật lệ ta, làm điều dữ hơn các dân tộc, trái phép tắc ta hơn các nước chung quanh, vì chúng nó khinh bỏ luật lệ ta và không bước theo phép tắc ta.
Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Tại các ngươi là rối loạn hơn các dân tộc chung quanh, không bước theo phép tắc ta, cũng không giữ luật lệ ta. Tại các ngươi cũng không làm theo luật lệ của các dân tộc chung quanh mình. Vì cớ đó, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta, chính ta nghịch cùng ngươi, và ta sẽ làm sự đoán phạt giữa ngươi cho các dân tộc đều thấy. Vì cớ mọi sự gớm ghiếc của ngươi, ta sẽ làm giữa ngươi một sự mà trước kia ta chưa hề làm, sau này cũng không hề làm nữa. Ở giữa ngươi, cha sẽ ăn thịt con sẽ ăn thịt cha. Ta sẽ làm sự đoán phạt nghịch cùng ngươi và mọi kẻ sót lại của ngươi. Ta sẽ làm cho nó tan lạc ra mọi gió. Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, tại ngươi đã làm ô uế nơi thánh ta bởi những sự xấu hổ gớm ghiếc, nên ta cũng chắc sẽ xây mắt chẳng tiếc ngươi. Mắt ta sẽ không dè tiếc, ta sẽ không thương xót. 1/3 trong ngươi sẽ chết dịch, sẽ bị cơn đói kém làm tiêu mòn ở giữa ngươi. 1/3 sẽ ngã dưới lưỡi gươm trong tứ vi ngươi. Còn 1/3 nữa, ta sẽ làm tan lạc ra mọi gió và lấy gươm đuổi theo nó. Sự giận ta sẽ được trọn như vậy, và ta sẽ khiến cơn thạnh nộ ta thôi nghịch cùng chúng nó. Ta sẽ được yên ủi, và khi ta làm trọn sự giận trên chúng nó rồi, thì chúng nó sẽ biết rằng ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, đã nói trong sự sốt sắng ta. Vả lại, ta sẽ làm ngươi ra hoang vu và cớ nhuốc nha trong các nước chung quanh ngươi và trước mắt kẻ đi qua. Vậy, khi ta sẽ nổi giận xét đoán ngươi, nhân sự thạnh nộ trách phạt ngươi, ngươi sẽ bị nhuốc nha và chê bai, làm gương và gỡ lạ cho các nước chung quanh ngươi. Chính ta là Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ta sẽ bắn trên chúng nó những tên độc của sự đói kém làm cho chết, mà ta sẽ bắn để hủy diệt các ngươi. Ta sẽ thêm sự đói kém trên các ngươi và sẽ bẻ gãy bánh của các ngươi đi. Ta sẽ giáng sự đói kém cho các ngươi và sai thú dữ đến làm cho ngươi cô độc. Ôn dịch và sự đổ máu sẽ trải qua giữa ngươi. Ta là sẽ sai gươm xuống trên ngươi nữa. Chính ta là Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chương 6. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: Hỡi con người, hãy xây mặt về các núi của Israel và nói tiên tri nghịch cùng nó rằng: Hỡi các núi của Israel, hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán cùng các núi, các đồi, hầm hố và nơi trũng như vậy: Này, ta, chính ta sẽ giá gươm trên các ngươi và hủy hoại các nơi cao của các ngươi. Bàn thờ các ngươi sẽ bị phá hoang, tượng mặt trời các ngươi sẽ bị bẻ gãy. Ta sẽ ném bỏ những kẻ bị giết của các ngươi trước mặt thần tượng các ngươi. Ta sẽ đặt những xác chết con cái Israel ra trước mặt thần tượng chúng nó và rải hài cốt các ngươi khắp chung quanh bàn thờ các ngươi. Hễ nơi nào các ngươi ở thì thành ấp sẽ bị hủy hoại, các nơi cao sẽ bị hoang vu, đến nỗi bàn thờ các ngươi bị hủy hoại hoang vu, thần tượng bị đập bể và không còn nữa, tượng mặt trời nát ra từng mảnh và mọi công việc của các ngươi thành ra hư không. Những kẻ bị giết sẽ ngã xuống giữa các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Dầu vậy, khi các ngươi bị tan lạc ra các nước, ta sẽ còn để dân sót lại. Vì giữa các nước, các ngươi sẽ có một vài người được thoát khỏi mũi gươm. Những kẻ trong các ngươi được thoát ấy sẽ nhớ đến ta trong các nước mà chúng nó bị bắt đến. Thế nào, ta đã buồn rầu trong lòng, vì lòng tà dâm của chúng nó đã lìa bỏ ta, và mắt chúng nó hành dâm theo thần tượng mình. Bây giờ, chúng nó tự oán hận mình, vì cớ mọi sự dữ chúng nó đã làm bởi những việc gớm ghiếc của mình. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va
và lời ta đã nói giáng tai vạ cho chúng nó chẳng phải là lời hư không vậy? Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hãy vỗ tay dậm chân mà rằng: Than ôi, vì mọi sự dữ đáng gớm của nhà Israel, vì nó sẽ chết bởi gươm dao, đói kém và ôn dịch. Kẻ nào xa sẽ chết bởi ôn dịch, kẻ nào gần sẽ ngã dưới lưỡi gươm, kẻ nào sống sót là kẻ bị vây sẽ chết bởi đói kém. Đối với chúng nó, ta sẽ làm cho trọn sự giận của ta. Khi những kẻ bị giết của chúng nó nằm giữa đám thần tượng xung quanh bàn thờ, trên mỗi gò cao, trên mọi đỉnh núi, dưới mọi cây xanh và cây dẻ rậm, khắp những nơi chúng nó dâng hương thơm ngào ngạt cho thần tượng mình, bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vậy ta sẽ giang tay nghịch cùng chúng nó, hễ nơi nào chúng nó ở thì ta sẽ làm cho đất đó ra hoang vu hủy phá, từ đồng vắng cho đến điếp lát. Thế thì chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chương 7. Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển và bảo rằng: Chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi lại nghe số người được đóng ấn là 144,000 người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Israel. Trong chi phái Giuđa, 12,000 người được đóng ấn. Trong chi phái Ruben, 12,000. Trong chi phái Gác, 12,000. Trong chi phái Asher, 12,000. Trong chi phái Nephtali, 12,000. Trong chi phái Manasse, 12,000. Trong chi phái Simeon, 12,000. Trong chi phái Levi, 12,000. Trong chi phái Isaka, 12,000. Trong chi phái Sabulon, 12,000. Trong chi phái Joseph, 12,000. Trong chi phái Benjamin, 12,000 đều được đóng ấn. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Và hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sanh vật, sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Amen. Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: Những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Chương 8. Khi chiên con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho bảy ống loa. Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ. Người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi.
Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa, bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng và ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng: khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Chương 9. Vị thiên sứ thứ năm thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Từ luồng khói ấy, có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bọ cạp ở đất vậy. Có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn Đức Chúa Trời ở trên trán. Lại cho chúng nó phép, không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong 5 tháng. Và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bọ cạp cắn người ta. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được. Họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa. Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận. Trên đầu nó có như mão triều thiên tợ hộ bằng vàng, và mặt nó như mặt người ta. Nó có tóc giống tóc đàn bà, và răng nó như răng sư tử. Nó có giáp như giáp bằng sắt, và tiếng cánh nó như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa kéo chạy ra nơi chiến trường. Đuôi nó có nọc như bọ cạp, ấy bởi trong những đuôi đó mà chúng nó có quyền hại người ta trong 5 tháng. Nó có vua đứng đầu, là sứ giả của vực sâu. Tiếng Hebrew gọi là Abaddon, tiếng Greek là Abolion. Nạn thứ nhất đã qua, nay còn 2 nạn nữa đến sau nó. Vị thiên sứ thứ sáu thổi loa thì tôi nghe có tiếng ra từ 4 góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ sáu đương cầm loa rằng: hãy cõi cho 4 vị thiên sứ bị trói trên bờ sông cái Euphrates. 4 vị thiên sứ bèn được cõi trói, đã trực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm ấy, hầu cho tiêu diệt 1/3 loài người. Số binh kỵ mã của đạo quân là 200 triệu, số đó tôi đã nghe. Kìa, trong sự hiện thấy, tôi thấy những ngựa và kẻ cưỡi ra làm sao. Những kẻ ấy đều mặc giáp màu lửa, màu tía, màu lưu hoàng. Đầu ngựa giống như đầu sư tử, và miệng nó có phun lửa, khói và diêm xanh. 1/3 loài người bị giết vì 3 tai nạn đó là lửa, khói và diêm xanh ra từ miệng ngựa. Vì quyền phép của những ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó. Những đuôi ấy giống như con rắn và có đầu, nhờ đó nó làm hại người. Còn những người sót lại chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Thi Thiên 84. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng thương thay. Linh hồn tôi mong ước đến đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống.
Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đang khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ôi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét, đói đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên. Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.